Dạ vâng ạ, Bảo Tín Audio xin gửi lời chào đến tất cả mọi người đang có mặt trong video ngày hôm nay của em. Hôm nay em sẽ quay trở lại để thông báo với mọi người rằng là bên em đã về rất là nhiều những cái mẫu X6 MK2, những chiếc đầu giải mã độc lập dành cho những bác nào mà mới chơi âm thanh. Đấy, hoặc là thay thế, dùng để thay thế những cái cục chuyển đổi quang để cho chúng ta có thể đáp ứng được cái chất lượng âm thanh đầu ra chi tiết và tốt nhất cho cái bộ dàn của chúng ta. Thì mọi người nhìn trên màn hình nhé, lần này em về rất là nhiều. Đấy, có cả màu đen và màu bạc. Và với cái số lượng nó nhiều như thế này thì em sẽ cân đối để cho mọi người một cái mức giá cực kỳ hợp lý tại Bảo Tín Audio nhé. Và cuối video này thì em cũng sẽ báo giá và đưa ra những cái phần quà đi kèm rất là hấp dẫn của Bảo Tín Audio để gửi đến mọi người. Thì mọi người cũng biết rồi, cái dòng đác giải mã rời độc lập của hãng FX Audio này, một cái thương hiệu rất là nổi tiếng, và model X6 MK2 này thì rất là nổi tiếng rồi. Đấy, cái chất âm cực kỳ là hay, được giới audio đánh giá rất là nhiều. Thì cái tiếng lành của nó thì đồn rất là xa rồi, nên là cái phần chất âm thì em cũng không cần phải nói nhiều nữa nhé. Thì sơ qua một chút cho bác nào chưa biết, thì X6 MK2 này thì là một chiếc đác giải mã 24 bit. Đấy, tần số lấy mẫu tối đa là 192 kHz. Đấy, và có rất là nhiều những cái cổng đầu vào thông dụng để cho chúng ta có thể chơi nhạc số trong cái thời buổi công nghệ 4.0 này, như là Bluetooth này. Thì Bluetooth của nó là Bluetooth công nghệ 5.0 nha mọi người. Đấy, chip của nó là Qualcomm 3008, rất là cao cấp. Và chúng ta có thêm một cổng nữa là cổng PC USB. Cổng này thì chúng ta có thể kết nối từ máy tính, đấy, các cái đầu Android Book sang qua cổng này cũng được. Hoặc là mọi người có thể kết nối trực tiếp từ điện thoại của chúng ta sang qua những cái dòng dây OTG, thì lát nữa em sẽ giới thiệu đến mọi người. Và chúng ta có cổng optical để kết nối cổng quang. Đấy. Và cổng đồng trục Coaxial. Cổng đồng trục Coaxial nhé. Cổng này thì nó hơi hiếm một chút, thì nó nằm ở các cái dòng TV của Trung Quốc, hay là hòng các cái dòng thiết bị mà nó sẽ thiết kế riêng cái cổng này. Thì chất âm ở đây thì nó sẽ tương đương với cái cổng Coaxial này. Thì chúng ta có thể chọn một trong hai, tùy vào thiết bị. Thì bên em cũng có những cái dòng dây để cung cấp cho mọi người nếu mọi người có cái cổng này nhé. Ngoài ra thì sẽ có hai cổng đầu ra, là hai cổng left right bông sen. Chúng ta sẽ kết nối xuống bộ dàn qua tín hiệu analog qua một cặp dây AV. Đấy, và cổng nguồn rất là đơn giản. Và thiết kế lần này về thì vẫn là nhôm phay xước rất là đẹp mọi người ạ. Đấy, cảm giác rất là chắc chắn. Và volume thì là volume vô cực, can lát rất là đẹp. Mặt trước thì lần này bản này về sẽ là NFG và FX Audio. Đấy, NFG FX Audio nha mọi người. Đấy, bản này thì là cái chữ NFG này thì thường sẽ hãng sẽ sản xuất là để phục vụ cho các cái nội địa trong nước, như là các cái trang thương mại điện tử Taobao ấy. Đấy, các trang thương mại điện tử Taobao. Thì do tình hình dịch Covid nên là hãng sẽ đã không thể cân đối được các cái nguồn ra của sản phẩm, nên là lần này thì hãng sẽ cố định lại thành NFG và FX Audio. Thì em cũng thông báo luôn cái phần này cho mọi người để mọi người đỡ hiểu nhầm về cái vấn đề là hàng giả hàng nhái. Thì bên em cam kết 100% hàng chính hãng nha mọi người. Đấy, và mặt trước thì nó thì có một nút on off này, cùng kèm với đó là cái chức năng này sẽ có thêm là select, tức là chuyển đổi các cái tín hiệu đầu vào. Mọi người chỉ cần lưu ý cho em là trên này nó sẽ có những cái đèn hiển thị, thì mọi người kết nối bên đằng mặt sau này bằng cái cổng nào, thì đằng trước của nó thì mọi người cứ để cho em cái đèn nó ở đúng cái chế độ đấy là được. Đấy, cái hôm sau thì em sẽ làm một cái video clip nữa để hướng dẫn mọi người lưu ý và hướng dẫn mọi người cách sử dụng chiếc đác X6 MK2 này làm sao để nó đạt được cái hiệu quả cao nhất khi mà chúng ta trải nghiệm âm thanh nhé mọi người. Và chiếc đác X6 MK2 này có một cái ưu điểm mà mọi người rất hay là dùng. Đó là thứ nhất là cái tính thẩm mỹ của nó này, mọi người nhìn thiết kế rất là đẹp nhé. Cái thứ hai đó chính là với cái mức giá mà trong cái phân khúc tầm trung này, mức giá rất là rẻ, em có thể gọi chiếc này là chiếc đác quốc dân đấy, thì ai cũng có thể mua và ai cũng có thể trải nghiệm, ai cũng có thể sắm cho mình một cái chiếc giải mã với cái chất lượng âm thanh mang lại hoàn toàn vượt qua cái giá tiền của mọi người nhé. Đấy, và ngoài ra thì trong cái phân khúc 24 bit thì chiếc đác 6MK2 này có một cái điểm rất là hay, đó chính là nó có thể báo các cái tần số lấy mẫu này cho chúng ta là 44.1, rồi là 48, rồi là 88.2, rồi lên đến 192 là cao nhất. Thì trong cái phân khúc 24 bit thì hầu như chỉ có mỗi cái con X6MK2 này là có cái tần số lấy mẫu này cho chúng ta, để chúng ta biết được là nguồn nhạc của mình sử dụng nó chất lượng đang ở cái chất lượng bao nhiêu. Đấy, tần số lấy mẫu báo ra là bao nhiêu.
Và một cái hay em rất thích ở X6MK2 đó chính là nó cái volume của nó là volume vô cực cho mọi người. Đấy, volume vô cực này khi mà chúng ta vặn lên thì cái đèn nó sẽ chạy lên như thế này, sẽ sáng lên. Và khi mà chúng ta sử dụng, không sử dụng nữa thì nó sẽ trở về không. Cái này thì rất là hợp đối với những người mà có gia đình, có trẻ nhỏ ấy, thì chúng ta sử dụng ấy. Thì trẻ con thì thường hay vặn volume lên rất là to. Đấy, điều này sẽ ảnh hưởng đến âm ly rồi là loa rất là nhiều. Đấy, nếu mà mọi người không cẩn thận thì có thể dẫn đến cái tình trạng là cháy loa đối với những cái thiết bị mà vặn volume lên mà nó không trở về không. Thì em cực kỳ thích cái tính năng volume vô cực này của chiếc X6MK2 nhé mọi người. Đấy, thì khi mà chúng ta không dùng nữa thì nó sẽ trở về không. Đấy, điều này sẽ hạn chế được cái tình trạng là trẻ con nghịch vào. Đấy, thì vừa rồi là em có đi qua một chút để thông báo với mọi người rằng là hàng bên em đã về, rồi là một số những cái ưu điểm mà mọi người nên dùng chiếc X6MK2 này. Đấy, và giá của sản phẩm lần này thì em về, em sẽ để cho mọi người một cái giá rất là ưu đãi, đó chính là 1.650.000. Đấy, miễn phí vận chuyển. Ngoài ra thì để đáp ứng lại cái sự tin tưởng của mọi người dành cho Bảo Tín Audio thì em sẽ có những cái phần quà tặng kèm cho mọi người. Đó chính là em sẽ tặng cho mọi người những cái dây quang. Dây quang bên em thì chất lượng rất là tốt nha mọi người. Đấy, dây quang bên em thì chất lượng rất là tốt. Dây quang ly tông. Đấy, dây quang ly tông của Mỹ nha mọi người. Em sẽ để xa một chút để mọi người dễ nhìn hơn. Đấy, mọi người cùng nhìn này. Đấy, dây quang ly tông USA của Mỹ. Và tùy vào cái kích thước từ TV đến bộ dàn của chúng ta mà Bảo Tín Audio sẽ cung cấp cho mọi người, tặng kèm cho mọi người những cái dây quang với cái kích thước phù hợp nhất. Ở đây thì Bảo Tín Audio có 3 kích thước gửi đến mọi người. Đó chính là 1,5m, 2m và 3m. Thì mọi người thích cái kích thước nào, em vẫn sẽ tặng mọi người cái dây quang với cái kích thước tương ứng. Đấy, ngoài ra nếu mọi người đã có dây quang rồi thì chúng ta, em sẽ tặng cho mọi người những cái cặp dây AV. Đấy, cặp dây AV này thì em đã nhập về và tự DIY nha mọi người. Dây AV thì đầu rắc của nó là đầu rắc Nakamichi. Đấy, đầu rắc Nakamichi rất là chắc chắn. Đấy, các cái chân cắm đều được mạ vàng này, rất là đẹp. Ngoài ra thì dây của nó nha mọi người, cái này mới là hay này. Dây của nó là dây ly tông, nên là chất lượng âm thanh rất là chi tiết. Thì dây này thì Bảo Tín Audio đang bán lẻ là 180.000. Nếu mọi người không thích dây quang thì em sẽ tặng luôn cho mọi người những cái cặp AV chất lượng như thế này nha mọi người. Kích AV cũng thế, thì em có kích thước là hai loại. Một loại là 0.75m và một loại là 1m cho mọi người hay cần. Và ngoài ra thì ngoài những cái phần quà tặng kèm như thế này nhé, khi mà mọi người trải nghiệm DAC X6MK2 tại Bảo Tín Audio, nếu muốn có điều kiện nâng cấp lên những cái sản phẩm đi kèm tốt hơn, rồi là dây AV tốt hơn nữa, thì em đều hỗ trợ mọi người để một cái mức giá cực kỳ ưu đãi. Đấy, thậm chí có những cái dây em có sẵn sàng để cho mọi người giá gốc và không lấy lãi đối với những cái dây đi kèm, như là dây OTG để chúng ta kết nối trực tiếp từ DAC giải mã với điện thoại. Đấy, được với cái sử dụng những cái OTG như thế này để kết nối âm thanh trực tiếp từ DAC giải mã qua điện thoại, thì chúng ta có thể sử dụng trực tiếp được những cái nguồn nhạc chất lượng cao mà chúng ta tải về lên điện thoại ấy, lên đến 192, để trải nghiệm hết được cái khả năng giải mã tối đa của những chiếc DAC như thế này nhé mọi người. Đấy, thì sẽ cho chúng ta một cái cảm âm, cái trải nghiệm âm tốt nhất và đạt cái hiệu quả cao nhất. Thì những cái dây này thì khi mọi người mua kèm với DAC thì em đều hỗ trợ để cho mọi người giá gốc. Mặc dù là mọi người dùng điện thoại iPhone hay là điện thoại hệ điều hành Android thì em đều có những cái dây phù hợp đến mọi người nhé. Đấy, thì và những cái dây AV cũng vậy. Thì mọi người nhìn này. Đấy, toàn bộ sản phẩm bên em đều là hàng mới nhé. Đây là những cái vỏ hộp mà em bóc ra, em để lên thì nhìn trông nó sẽ đẹp hơn và mọi người dễ nhìn hơn. Thì đây là những cái vỏ hộp, rồi là trong nhà em vẫn đang còn rất là nhiều. Đấy, thì vừa rồi là em đã làm một cái video clip để thông báo với mọi người rằng là em đã về những chiếc X6MK2 như thế này nhá. Nếu mọi người cảm thấy thích sản phẩm bên em thì cứ liên hệ cho em qua số hotline là 0826 110011 để ủng hộ Bảo Tín Audio nha mọi người. Đấy, mọi thắc mắc của mọi người về cái sản phẩm X6MK2 hay là bất kỳ những cái sản phẩm nào mà Bảo Tín Audio phân phối và giới thiệu đến mọi người thì mọi người cứ để cho em một cái comment cái video này, hoặc là mọi người có thể liên hệ trực tiếp với em qua Zalo là 0826 110011, âm thanh Bảo Tín. Em để em có thể là có cơ hội được chia sẻ, được giải đáp hết tất cả những cái thắc mắc của mọi người về những cái dòng sản phẩm mà em đang cung cấp, để mọi người có thêm những cái thông tin cần thiết để cho chúng ta trong cái nhu cầu đam mê âm thanh của mình. Đấy, thì
Nếu mọi người thấy video clip của em hay thì hãy cho em xin một like, một đăng ký kênh và bấm chuông để theo dõi những cái video tiếp theo của em. Em sẽ rất là cảm ơn mọi người. Chắc là thời lượng video của em đến đây là hết thôi. Xin cảm ơn mọi người đã quan tâm theo dõi. Cảm ơn mọi người rất nhiều. Xin chào và hẹn gặp lại mọi người trong những cái video lần sau. Xin cảm ơn.